chúng ta đến với kèo solo xe hôn mã. Ăn nhiều tại cánh rừng. Vâng, các bạn ơi, đang một hươu được lùa về nhà chính, còn ba hươu được ăn ở xương bế đầu khá trơn tru. Vâng, quay trở lại với trận đấu của chim sẻ và sơ luyến. Đây là một kèo solo xe hỗn mã. Chim sẻ đang thiết kế chiếc BG thứ hai của mình, 2S rồi, một rừng dừa và một rừng thông. Vâng, năm nông dân đang khai thác cố một con hươu. S3 của chim sẻ sẽ ở cánh rừng dừa. Bài này thì vâng, cánh rừng dừa đầu tiên khá mỏng manh. Vâng, lung linh như thủy tinh, rất dễ vỡ. Bây giờ sẽ là bầy hươu thứ hai của chim sẻ. 25 dân chim sẻ sẽ ép lên đời. Một bài ăn hươu trước. Đã có chiếc bé thứ ba để ăn gỗ và chiếc bé thứ tư sẽ là chiếc bé vừa ăn gỗ vừa ăn hươu. Kích đời. 7 phút 24 với 25 dân xe, 3 BL và 2 BA. Vâng, thực ra thì đánh hỗn mã sóc quân sẽ dễ hơn đánh đánh cung R rất là nhiều.
Chắc chắn là như vậy rồi. Nếu như các bạn nào đánh hôn mã nhiều thì sẽ để ý điều đó. Hôn mã thì sọc đơn chỉ có là 60 gỗ thôi. Vâng, 3 nhà BL, 2 nhà BA, tức là mỗi tơn giảm được 30 gỗ, tức là xây thêm được một chiếc nhà BE. Ổn luôn. Và đánh hỗn mã thì cũng không lo chuyện bị bắn e. Vâng, chắc chắn là như vậy rồi. Nhưng vấn đề là luật đánh hỗn mã của Việt Nam chúng ta không được đánh cung A. Vâng, nó gọi là hỗn mã rồi. Chỉ gọi là ngựa thôi. Còn Trung Quốc thì vẫn được chơi A. Có lẽ là sau vụ giải Lenovo, Sơn Luyến đã thừa hiểu rằng Việt Nam không đánh cung A rồi. Và chúng ta hãy cùng chờ đợi xem. Chim trẻ không muốn để rách cánh rừng này, vì vậy mà anh đang cho nông dân khai thác những cây gỗ. Vâng, ở phía bên trong, không muốn bị rách cánh rừng dừa để làm bảo vệ nhà mình. BA sẽ được xây trên dốc. Vâng, cắt được 2 nông dân ra rồi, 3 nông dân, và đây là sẽ là BM. Vâng, BM của chim trẻ, và đây sẽ là BL. Vâng, chuẩn luôn, tôi nhầm là BA. Đóng BL trước thì đóng nhà gì cũng vậy cả thôi, không liên quan gì đến nhau cả. Hỗn mã thì lâu lắm mà chưa được chim sẻ thi đấu, từ ngày giải Lenovo đến giờ chưa thấy anh thi đấu lại hỗn mã. Kích đời 26 dân. Vâng, 9 phút 52, khá là chuẩn rồi. Bắt đầu về cơ cấu nhà cửa để xóa ruộng. Đánh hỗn mã thì chim sẻ ít khi có bài dâng L và dâng A. Vâng, đánh hỗn mã có nhiều game thủ của Trung Quốc sẽ đánh để một nhà A ở phía nhà mình, còn lại dâng 4 nhà BL lên, hoặc là để vâng một nhà A, để nhà 3 nhà BL lên trên cộng với một nhà BA nữa ở bên trên luôn, gần với nhà đối thủ. Trận đó là những trận có xe dò, thậm chí còn xin cả ngựa dò ra để dò khu vực làm ăn của đối thủ. Bãi gỗ thì anh nếu không bò bế anh sẽ thả sọc đơn. Vâng, bãi ruộng mà đã bò bế kín rồi thì anh thả cung R vào đó là mất tay của đối phương. Vâng, kiểu đó thì chết bị ức luôn. Chim sẻ đang xóa ruộng một cách điên qua nhà bà cuồng luôn. Vâng, đã có scout sinh ra và đi dò đường. Đây chính là một bài đánh hỗn mã chuẩn, dò nhà đối thủ sau đó thả quân. Một bài giàu thì có thể làm được thế, còn nếu bài nghèo thì không. Scout đi dò đường nhà của game thủ Sơ Luyến, xây BE lên đời xong nâng cấp đánh xe, bắt đầu xây những nhà quân còn lại, xong dần ở nhà chính. Vâng, hai game thủ lên đời bằng khít nhau, nhưng chim sẻ đang có tham nhìn hơn do có một con ngựa dò. Vâng, dường như là Sơ Luyến thì không. Vâng, tốn lực 100 thực về mua ngựa dò, nhưng không sao, chúng ta cùng chờ xem. Đây, chúng chờ xem chim sẻ đã nâng cấp công cho sọc đơn chưa. Chưa nâng cấp công, chặt gỗ thì nâng cấp rồi. Vâng, đã nâng cấp công cho sọc đơn. 3 nhà BA, 4 nhà BA. Như vậy là Sơ Luyến trận này đánh thẳng cung R, bò bế nhà cửa rất kín rồi. Trong khi chim sẻ thì đánh 3 nhà BL, 1 nhà BA. Vâng, như vậy không thể sóc được 2 nhà BA. Sơ Luyến đánh 4 BA thì phải, cùng với 26 dân. Vâng, 4 hoặc 5 mới chỉ nhìn đến 4 nhà BA ở Sơn Luyến. Phải chăng là nhà BA thứ 5 sẽ thủ ở trong? Vâng, nhà Sơn Luyến trận này cực kín, rừng quá đẹp luôn. Một rừng thông và một rừng già đang được Sơn Luyến khai thác. Cái rừng già có lẽ đánh hết trận đấu cũng không vấn đề gì. Vâng, chim sẻ có 3 sọc đơn. Như vậy là chim sẻ sọc lỗi tuần đầu rồi. Dò lực để mua ngựa dò đi dò trên bản đồ. Vâng, đúng là được cái nọ thì nó mất cái chai, không có được nâng cấp cả công sọc đơn. Tên thứ hai chim sẻ chắc chắn sẽ đều. Đánh hỗn mã thì là cả một nghệ thuật khi mà đối thủ là người đánh cung R. Vâng, tên thứ hai chim sẻ đều đang đứng thủ ở nhà mình. Một nhà cũng khá đẹp của chim sẻ, không phải là xấu. Vâng, các bạn có thể thấy là chim sẻ đang lừa vào bãi gỗ của Sơ Luyến. Vâng, đã bo rồi, cung R đang đứng thủ, én đi thôi. Vâng, lừa cung R ra đi rồi sau đó chim sẻ mới công lên. Dương đông kích tây rồi, công giả vờ vào chiếc nhà chợ, sau đó cho Sơ Luyến mang quân ra để bắt, và sau đó lao bãi gỗ ăn dân của nguyên thủ Sơ Luyến. Chim sẻ lên nhà BA thứ hai của mình. Vâng, tạm thời én thôi, đã bị lộ. Vâng, bị lộ thì phải én. Dò nhà như này thì hướng công của chim sẻ sẽ dễ hơn. Còn Sơ Luyến thì vẫn chưa đi ra khỏi nhà, vẫn dường như vẫn chưa ra khỏi nhà, vẫn đang đứng đánh thế thủ. Vâng, chim sẻ đang đứng bắn vào trước nhà BM của Sơ Luyến. Vâng, thôi én thôi, sợ rằng Sơ Luyến mang quân ra bắt.
Nó có một chấm đỏ của sơ luyến. Phải chăng đó là một con cung rờ? Vâng, đúng là một cung rờ của sơ luyến. Vâng, China Julian. Tên đọc rất hay. Chim sẻ đang sóc chân cực đều. Tham lai của anh là 62/72. Chiến tranh vẫn chưa xảy ra. Vâng, các anh có vẻ như đây là một trận đấu giao hữu về từ thiện rồi, ủng hộ từ thiện. 67/72 là tham lai của chim sẻ. Sơ luyến có lẽ lên nhà BA thứ 6 rồi. Chim sẻ tăng A hay tăng L đây? Bây giờ từ bây giờ có lẽ chỉ tăng L thôi. Chứ các bạn chỉ tăng A thôi, không tăng L nữa. Chỉ có 3 nhà BL là đẹp rồi. Chim sẻ chưa đóng nhà BC, còn sơ luyến đang đánh ở thế thủ với một bài cực kín và cực đẹp của mình. Vâng, lại có một con cung R móc lốp đại pháp. Đánh cái này thì nếu như mà lên được đào vàng sớm mà lên được đầu máu thì cả sọc đơn và cả cung R sẽ cực khỏe. Phải nói là như vậy. Vâng, các bạn có thấy một con cung R cực kỳ khó chịu. Vì anh các game thủ Trung Quốc luôn gây ức chế các game thủ Việt Nam chúng ta rất nhiều. Vâng, chim sẻ chuẩn bị ốp quân vào nhà của sơ luyến. Vấn đề là có thành công hay không thôi. Vâng, thực ra thì không thành công thì cũng phải có đôi chút thành nhân. Vâng, ốp vào từ hai mặt. Sơn Luyến đang kéo toàn bộ số quân của mình vào phía bên trong. Chim sẻ đang vẩy e để bắt quân. Có được không? Không được rồi, lao vào tên này chim sẻ sẽ lỗ. Nhưng chim sẻ vẫn đang hổ báo lao vào. Cung R đứng sau, còn sọc đơn thì đang tràn ra để ăn những con cung R đứng gần với sọc đơn của mình. Vâng, rất lợi hại. Các bạn có thể thấy việc đánh hỗn mãi như thế này, chim sẻ đang điều khá hay những con quân của mình. Ốp lên nhà của Sơn Luyến thôi. Vâng, không nên chọc em thì cả, bây giờ chỉ có đánh quân thôi. Sơn Luyến đang rất thông minh, anh đang kéo toàn bộ cung R vào phía bên trong của mình, khiến cho sạc đơn không thể áp sát. Vâng, nhử những con sạc đơn. Không biết rằng quân của Sơn Luyến đã có giáp chưa. Nếu mà những con cung R đã có giáp thì cũng là cả một vấn đề với chim sẻ. Vâng, số quân của chim sẻ đang giảm dần ở nhà Sơn Luyến. Anh đang tiếp tục ào ạt mang quân ở nhà mình mang đến nhà Sơn Luyến. Nhưng ở nhà thì những con cung R Sơn Luyến nhỏ lẻ vẫn đang móc lốp. Vâng, đã chiếm được nhà A. Nhưng vấn đề là những con quân sẽ diễn. Vâng, những con quân cung R sẽ ra ngay sau đây. Vừa chim sẻ đã chỉ nhầm vào nhà BA của Sơn Luyến. Vâng, những con cung R cần phải chọc ngay vào những con sọc đơn, phải chọc ngay những con cung R. Không thể để tình trạng chọc A. Vâng, Julian đã quyết tỷ số là 1-0 cho chim sẻ. 2-3 rồi. Vâng, 2-3 thì là tươi rồi. Vâng, anh vẫn chưa chịu quyết. Có vẻ như Sơn Luyến như 2-3 nhưng các game thủ còn lại thì vẫn chưa biết. Đó là HD cũng như là một người xem. Vâng, tham ai đã đè rồi. Vâng, chiến thắng. Chúng ta đã có tỷ số 1-0 dành cho chim sẻ. Một bài đánh khá cơ bản. Mua con ngựa dò đi dò đường rất chuẩn mực. Sơn Luyến bài trận này cực đẹp nhưng không hiểu sao anh lại không công chim sẻ. Vâng, chúng ta sẽ đến với trận thứ hai ngay sau đây. Xin chúc mừng chim sẻ ở thể loại đánh hôn mã. Có trận sau Sơn Luyến cũng sẽ đánh hôn mã để thể hiện rằng là mình không phải là một người đánh hôn mã kém.